Hi, hôm nay Thanh sẽ giới thiệu với mọi người một món mà rất là hay ho luôn. Thiệt ra thì bây giờ á, khi mà mọi người người lớn á, cứ tất bật mà đi làm rất nhiều á, thì Thanh biết là có một số bạn mà ăn uống á, cực kỳ là không có đủ chất, giống như là cứ ăn cho qua bữa đặng cho có sức làm việc thôi, chứ không có quan tâm là hôm nay mình có ăn uống là đủ các vitamin khoáng chất chưa. Như vậy thì hầu như là ít bạn nào quan tâm, nhưng mà cái đó là một điểm sai nha mọi người. Nếu mình không quan tâm tới những cái vitamin khoáng chất trong một cái khẩu phần ăn mỗi ngày của mình á, thì một ngày, hai ngày, thậm chí là một tháng, hai tháng thiếu cũng không sao, nhưng về lâu về dài á thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình rất là nhiều luôn. Nên hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một sản phẩm. Đây. Đó là Nestaway Complete Daily Vitamin Multivitamin. Cái loại multivitamin này là của Nestaway, gọi là Complete Daily, có nghĩa là cái vitamin bổ sung đầy đủ cho một ngày của chúng ta, cho mỗi ngày của chúng ta. Thì không phải là khi mà sử dụng cái này rồi thì chúng ta không cần ăn rau, ăn trái cây nữa. Nhưng mà khi sử dụng cái này thì hạn chế tối đa cái sự mất cân bằng vitamin của cơ thể chúng ta. Nếu mà chúng ta ăn uống không đủ thì thường á, nếu mà muốn đầy đủ vitamin một ngày á, chỉ nhắc về nhóm vitamin và khoáng chất thôi nằm trong rau á, và trái cây á, thì một ngày chúng ta phải ăn ít nhất là 3 loại rau và 2 loại rau củ. Ba loại rau củ và 2 loại trái cây, thì như thế thì cơ thể chúng ta mới đầy đủ vitamin. Nhưng mà bạn nghĩ coi, bây giờ á, bạn đi làm, nhiều người đi làm nó rất là tất bật luôn, thậm chí là ăn được vài miếng rau đó là mừng rồi, cũng không để ý đó là rau mình ăn là rau gì, thì làm sao mà để ý tới hàm lượng vitamin trong đó. Thì có nghĩa là chúng ta cần bổ sung thêm để mà cho đầy đủ hơn. Chúng ta cũng sẽ cố gắng là uống nhiều nước mỗi ngày, tầm 2 lít, ăn nhiều trái cây, ăn nhiều rau hết mức có thể. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng thêm cái này thì chúng ta sẽ yên tâm là chúng ta sẽ không bị thiếu vitamin nhiều nữa. Thì là hỗ trợ vẫn đỡ hơn là chúng ta không hỗ trợ một cái gì hết. Thì cơ thể chúng ta sẽ thiếu vitamin về thời gian dài, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều luôn. Đặc biệt là sức tập trung, sức tập trung để làm việc nè, rồi sức khỏe nè, rồi sức chịu đựng này với cơ thể nữa. Sức chịu đựng ở đây là khi mà chúng ta làm việc nhiều, cơ thể mệt mỏi hoặc là stress thì cơ thể chúng ta sẽ càng khó chịu, càng mệt mỏi hơn, dễ bệnh hơn. Và khi cơ thể chúng ta đầy đủ vitamin thì sẽ khỏe khoắn hơn và tăng sức đề kháng cho cơ thể chúng ta hơn. Thì đây là cái sản phẩm bổ sung vitamin mỗi ngày cho mọi người. Cái lọ này là của Nestaway, tổng cộng trong đây là có 200 viên. Một người lớn nếu mà ăn uống kém vitamin nhiều quá thì chúng ta có thể sử dụng 2 viên một ngày sau cử ăn sáng hoặc là sau cử ăn trưa, hoặc là chúng ta đã ăn uống mà mình cảm nhận là mình ăn cũng có rau có trái cây rồi, mình tin tưởng là bản thân mình ăn cũng khá ok rồi, thì chúng ta chỉ cần sử dụng 1 viên một ngày thôi cũng được nha mọi người nha, chứ không cần sử dụng 2 viên. Sản phẩm này có thể sử dụng cho bé trên 6 tuổi luôn, nhưng Thanh recommend mọi người là nếu mà bé tầm 6 tuổi thì nên sử dụng các vitamin, multivitamin cho bé thì nó sẽ thích hợp hơn. Tại vì những cái vitamin cho em bé thì nó lại có những cái thành phần và công thức khác của người lớn một chút xíu. Và các bé khoảng tầm 12 tuổi thì Thanh thấy là từ 12 tuổi cho đi là có thể sử dụng được cái vitamin này ok rồi. Vitamin này là của Úc nha mọi người, cũng là Nestaway. Hôm nay như Thanh giới thiệu Nestaway cũng khá nhiều ha. Thì trong đây là tổng cộng có là 23 vitamin và khoáng chất, bao gồm cả vitamin D, folic acid và sắt. Và các vitamin nhóm D giống như là B1, B2, B3, B5, B6, B12, có cả canxi, magie, iốt, vitamin E, vitamin C nữa. Và có cả vitamin A, nên các bạn nào á mà mình có thai hoặc là mình nghi ngờ có thai đó thì mình nên đi kiểm tra xem mình có thai không rồi mới uống cái thuốc này nha. Tại vì cái thuốc này á thì là cái thuốc dành cho người bình thường nên có vitamin A, còn mẹ bầu chúng ta thì hạn chế sử dụng các chế phẩm mà có vitamin A nha. Bởi vậy khi mà các vitamin bầu á thường là không có vitamin A là như vậy. Nên cái vitamin này là cho người bình thường. Nếu các mẹ bầu thì mình có thể liên hệ Thanh để mà Thanh giới thiệu cho những cái vitamin bầu khác nha. Còn đây là những người bình thường, khỏe mạnh hoặc là thanh niên đồ á, đi làm đồ á, ăn uống thiếu chất thì chúng ta nên bổ sung cái vitamin này hơn. À,
nói tới đây cũng không nhớ là nói gì tiếp, thì mọi người có thể mà lên trang Facebook hoặc Instagram của Thanh để đọc những bài viết Thanh viết nhiều hơn, Thanh viết kỹ lưỡng hơn, và tất cả bản thành phần Thanh có viết trên đó luôn cho mọi người tham khảo kỹ hơn. Thì hôm nay hết rồi, Thanh không biết nói gì nữa, nên bye bye mọi người, hẹn mọi người vào một cái video khác nha.